1968, tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh đặc biệt của đại đội phải khai thông đường vào ban ngày. Tiểu đội 4 hôm ấy có 10 cô gái trẻ. Các đồng chí, đoạn đường B2 lại bị tha bom. Chúng ta quyết tâm làm cho xong để tối nay đón đoàn xe chở vũ khí vào Nam chiến đấu. Rõ! Nhận nhiệm vụ xong, các chị bắt tay vào công việc. Những niềm vui được gửi gắm trên từng chiếc xe qua nên các chị không hề sợ hãi, họ làm việc không ngơi tay, vừa làm, vừa nói, vừa cười. Tần nói vọng sang chiếc hầm kế bên. Giải lao 10 phút! Nước trong bi đông đã hết. Lúc này, Tần đưa bi đông của mình ra, mỗi cô chỉ húp một ngụm. Các chị em vừa ngồi xuống xung quanh miệng hầm, bỗng dưng bầu trời như bị xé tan ra bởi hỏa lực của Mỹ ập tới. Cột khói trắng bốc lên như là các hoa bông trên nền trời xanh ngang ngát. Đến 16 giờ, trận bom thứ 15 dội xuống. Lúc này, máy bay Mỹ ào ạt ném những đợt bom nhằm mục tiêu 10 cô gái. Các chị đã nấp vào một căn hầm gần nhất, chờ khi làn bom đạn đi qua, rồi tiếp tục đứng dậy làm việc trước khi màn đêm buông xuống. Nhưng không ngờ được rằng trận đánh ngày hôm ấy, chỉ một trong vô số quả bom của máy bay địch đã rơi trước cửa miệng hầm, đánh sập hầm và bao trùm lên các chị. Đồng đội đang đứng trên đài quan sát nhìn xuống. Đã 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua. Họ đợi mãi, sao chẳng thấy ai đứng dậy làm đường như những lần trước nữa. Họ có linh cảm, đã có chuyện gì không lành xảy ra. Họ vội vàng chạy xuống ngã ba Đồng Lộc. Lúc này, đồng đội chỉ còn biết khóc và đếm từng người một. Xuân ơi, nhỏ ơi, các em mở mô rồi. Nhưng gọi mãi, sao chẳng thấy ai đứng dậy nữa. Trên mặt đường 15A chỉ còn một chiếc nón rách cùng một số chiếc cuốc xẻ nằm im lìm trong làn khói bụi mù mịt. Ai cũng thầm hiểu rằng 10 đồng chí thân yêu của mình đã không còn trên đời này nữa. Và đêm hôm ấy, trong niềm tiếc thương vô hạn, mọi người đã xuống ngã ba Đồng Lộc để tìm thi hài các chị. Nhưng đã 2 ngày 1 đêm rồi, vẫn chỉ tìm được 9 thi hài, còn chị Hồ Thị Cúc vẫn bị vùi lấp ở đâu trong lòng đất lạnh lẽo. Nhìn bát cơm được úp bên quan tài trống rỗng, không ai cầm được nước mắt. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào đó, anh Thanh, một nhân viên kỹ thuật, đã viết nên bài thơ quại hồn với hy vọng chị về tập hợp với đồng đội thân yêu. Cúc ơi, tiểu đội đã về xếp một hàng ngang. Cúc ơi, em ở đâu sao không về tập hợp? Chính bạn đã quay quần khuôn mặt.
nhỏ xuân hạ hùng hợi rạng xuân xanh. A Trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh, chỉ thiếu mình em chiến bỏ làm 10 răng được. Bọn anh đã bới tìm vạt cuốc đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần biết, chỉ sợ em đau nên nhát cuốc trùng. Cúc ơi, em ở đâu? Về với bọn anh, tắm nước sông ngàn phố, ăn quýt đỏ xương bằng, chăn trâu, cắt cỏ. Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ, gối còn theo dở, cơm chiều chưa ăn. Ở đâu hỡi Cúc? Đồng đội tìm em, búa găm cơm úp, gọi em, gào em, khản cổ cả rồi. Cúc ơi! Và không hiểu do sự linh thiêng của người cô gái hay do chị Cúc đã thấu hiểu nỗi lòng của đồng đội, mà đến chiều tối ngày thứ ba, đồng đội đã tìm thấy thi hài chị Cúc. Vẫn trong căn hầm ấy, chị đang trong tư thế ngồi, trên đầu nóng lệ sang một bên, còn 10 ngón tay thì bị rách túa máu, bởi bới đất tìm lối ra. Chắc chị đã hy sinh anh dũng khi tuổi đời còn quá trẻ, bữa cơm chiều chưa kịp ăn, điều ước mơ giản dị đã không còn trên đời này nữa. Chắc chị chưa kịp thấy ngày đất nước hòa bình, độc lập, và chưa một lần biết đến hương vị tình yêu. Chị tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, dâng trọn cả cuộc đời cho quê hương, đất nước. Chúng em sẽ không bao giờ quên các chị, những đóa hoa bất tử, những người đã hy sinh trọn cuộc đời của mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước, để dệt nên tầm vóc Việt Nam và tạo dựng nên huyền thoại ngã ba đồng lộc. Ai về thăm dòng sông La, ai qua ngã ba đồng lộc, nghe chuyện mười o con gái cuộc đời đã hóa bài ca. Mãi mãi đôi mươi mười tám đẹp như mười đóa hoa thơm, chiến tranh nồng mùi thuốc súng mơ trùng bồ kết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.